yêu gì ai nữa. Không thể nào yêu gì hết toàn bộ thế giới còn ta đâu. Ngươi tưởng là ngươi thoát khỏi tay ta hả? Đây là cả bom chúng ta cùng với nhau cùng chết với nhau. Hết 24 giờ thì bắt đầu là cửa nó sẽ tự động mở. Đó, thì thôi, tối nay mình báo sự ngủ ở đây nha. Ôi trời, hacker. Mình có số bom này nó sẽ hoàn thành được thử thách 24 giờ trong hồng sắc mà hacker đặt ra á. Thôi mọi người, đâm ra bây giờ á, mình muốn là mình gọi cho hacker luôn. Rồi mình cùng với số bom đi tới thẳng căn cứ của hacker luôn. Và cùng chiến đấu cái trận chiến cuối cùng để xem là hacker là người nào. Mà có thể đặt ra biết bao nhiêu là cái trò chơi thử thách đó để thử thách anh em mình. Đó thì bây giờ mình sẽ gọi hacker nha cả nhà. Mình đang gọi đây cả nhà. Ở đó đó hacker đi. Hacker nó còn cười mình nữa này cả nhà. Đó rồi. Alo hacker. Alo. Hacker nó nói này cả nhà. Bây giờ bọn hacker cái mọi người muốn cái gì ở chúng ta. Chết rồi cả nhà. Hacker. Mình cùng với số của bao sẽ đi tới thẳng căn cứ của tụi nó luôn nha. Rồi cùng nhau chiến đấu với tụi nó luôn nha. Ok. Cuối cùng ta đã nghĩ ra được một kế hoạch để tiêu diệt lũ thằng Sen kia. Kế hoạch của ta là hoàn hảo. Bây giờ ta sẽ tạo ra ba nhân bản hacker của ta. Lúc đó nó sẽ không biết được hacker mà ta đã gửi tới chính là gia đình của nó đâu. Hacker số 1 của Sen. Ta đã tạo ra một hacker số 1. Rồi bây giờ như thế này, tôi sẽ phân công hacker A hãy canh cổng.
vị trí thứ hai ngay trên cầu thang. Tôi, Tổng Chỉ Huy, sẽ ở trong cái đề chính. Nếu mà bọn chúng có thể vượt qua được hai người thì ở đây tôi sẽ trang trí một quả bom đó. Nếu mà có thể đó, tôi sẽ kích hoạt quả bom thì chúng ta sẽ cùng đi gì khó luôn. Để chết là chết hết luôn, ok không? Yeah, anh Hacker A. Bây giờ tôi giao cho Hacker vị trí ở đây. Đó, Hacker hãy canh giữ cái khu này. Nếu mà bọn chúng mà đi lên từ cái vị trí lên, Hacker hãy bắn hết, được chưa? Ok, nó sẽ cắt đi. Được rồi, xuống đường dưới để sẵn sàng chưa? Sẵn sàng à? Ok, vậy nha, vị trí hãy canh chừng lại nha. Tôi có thể nhờ Hacker về sẽ lên trên kia để phòng thủ ở tiến trên. Rồi, yeah. Ok, thì tiếp theo là tôi, Hacker bây giờ mình sẽ dăng bẫy nha. Đó, để nếu mà bọn chúng có lên đây là thì bị dọc bom và chết hết. Đây nha, đây là bom acid mà chúng ta Hacker đã chế tạo ra để đặt bẫy lũ nhà su xí sọn. Đó, nếu mà bọn chúng có thể vượt qua được Hacker A thì sẽ tới đây bị dọc bom thì chết nổ. Đây, bom acid của chúng ta đây. Đó. Rồi, đây là bom acid nha. Rồi, nếu mà bọn chúng mà đi qua đây mà dặn vô đây là sẽ kích nổ bom nha. Thì tới nổ công tắc lên hả? Công tắc lên. Rồi, được rồi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ lên để cho Hacker C giữ vị trí đó. Hacker B, bây giờ vị trí của nhà ngươi là ở đây. Nếu bọn chúng lên là cứu giúp cái kiếm này, được chưa? Đây là trận cứu cuối cùng. Nếu mà như những Hacker kia mà không có thể chiến đấu lại bọn xung xí sọ thì đây chính là quả bom. Ta sẽ kích nổ và tất cả mọi người sẽ cùng biến mất. Trời, may mắn quá cả nhà ơi. May mắn quá. Cuối cùng cũng đã thoát được ra khỏi hang ổ của Hacker rồi. Đó, thì mình cũng đã hẹn được Hacker là ở trên vị trí của căn cứ của Hacker luôn nha cả nhà. Thì bây giờ ba anh em mình đã bàn với nhau, bây giờ phải cố gắng chiến đấu với Hacker một trận cuối cùng luôn. Đó, thì bây giờ mình đã tới được cái địa chỉ của Hacker luôn rồi. Bây giờ mình sẽ lên để chiến đấu với Hacker nha. Mong, Su, đi theo anh nha. Ơi, cố gắng lên. Mẹ, bây giờ mình chỉ có vũ khí lấy cái cây thôi nha cả nhà. Su ơi, xếp ra anh đây. Su, xếp vô. Em quay xe Hacker vô đây nha. Trời ơi, thằng Thu ơi, đi xếp vô anh. Thằng ổn của Hacker nè. Mình đi vô, mình phải tới rồi. Thằng ổn của Hacker á. Trời tối dữ ta. Ôi bác. Ôi. Nấp đi, nấp đi. Chứ nó hack con súng này nha. Hack con được trang bị súng mạnh quá. Bao lại đây, bao lại đây. Bây giờ là mình phải dùng chiến thuật thôi. Chiến thuật du kích để có thể tiêu diệt được hacker. Bây giờ Su Băng nha. Su Băng ngồi rút. Bây giờ Su Băng ơi. Su ngồi hôm nay nha. Bao ngồi hôm nay nha. Dù hacker bắn, anh sẽ đi một đường luồn ra phía sau để anh tiêu diệt hacker nha. Ngồi yên đó. Ngồi yên hết đó. Được Hacker A rồi. Đó, để bây giờ mình cứ xung Hacker A thôi. Được rồi. Một tên nào bò đã bị tiêu diệt rồi. Xung. Bây giờ anh đã bây giờ mình sẽ tiếp tục đi lên trên căn cứ ở phía trên để xem thử là ở trên có bao nhiêu tên Hacker nữa nha. Được rồi, xung bông, Hacker đã bị tiêu diệt rồi. Đi. Xung.
ngớt của kẻ thù nên bây giờ mình phải đi từ từ thôi. Xuống xuống xuống, thầy Lan xuống xuống, vô. Ôi hết cơ bắn. Chết rồi, chết rồi, ông ơi. Hacker lại tiếp tục có những hacker khác nữa, có súng nhiều lắm. Bây giờ mình phải tiến công vô vị trí chỗ chốt hacker luôn nha. Rồi đi đi anh, đi anh này mày đứa. Ui ui, cái gì đây? Hình như đây là bom cả nha. Từ vị trí. Ôi đây là hình như là bom acid rồi cả nha. Cái bom acid này sao á? Đúng rồi. Hacker đã chơi anh em mình, hacker đã gài bom ở đây để cố tình là nếu mà vượt qua đây á, dậm vô bom là sẽ nổ. Được rồi, từ từ nhé xuống bom. Anh, đợi trước anh sẽ đưa từng đứa qua nha. Bom, từ từ thôi, dậm vô là sẽ nổ đó. Rồi, một thuốc. Đưa nước xuống. Phun. Một thuốc. Phải nhẹ nhàng thôi cả nha. Được rồi. Hết rồi, bây giờ phải lên chiến đấu hacker tiếp. Anh em ơi, nhớ chúng thích thở để đã nói căn cứ cuối cùng rồi, bây giờ chúng ta phải chiến đấu đến cùng thôi. Xuống hết đạn rồi. Bây giờ là mình phải nói với hacker chiến đấu tay đôi thôi, một món một cộng với hacker thôi. Hacker ơi, đứng đây. Bây giờ xuống một tay cũng hết đạn rồi. Bây giờ người muốn một lần anh dũng với chúng ai không? Chiến đấu tay đôi. Ý cười như thế nào? Chúng ta sẽ đấu. Anh là hiến đấu, anh đây không? Ok, được rồi, giờ bạn xuống luôn. Round 2. Navy, go! Hình như hacker. Mình tiêu diệt được hacker rồi cả nhà ơi. Ok đúng rồi. Hacker xỉu rồi. Chiến thắng rồi, chúng ta đi thôi. Cô Bông ơi, chúng ta đi chiến thắng hacker rồi. Mới tưởng là người không có tay ta hả? Đây là cái bom chúng ta cũng với tao. Cùng chết anh đâu. Chết rồi, hacker có bom rồi. Ôi, đẹp. Hên quá, mình vừa kịp lúc bom nổ luôn, mình không bị sao hết. Bây giờ anh em mình qua coi thằng hacker đó là thằng nào mà bữa giờ nó dám hãm hại anh em mình, rồi nó còn bắt chị Hiền với chị Thảo đi nữa nha. Đi qua coi.
Mày hả? Thôi, cả nhà thấy chưa? Thằng hacker là bị mình tiêu diệt rồi nè. Đây để mình coi là nó là thằng này nha cả nhà. Đó, mày nó dám bữa giờ nó dám đưa anh em mình vô cái thế giới của nó. Mày là thằng nào?